cách thành phố Hồ Chí Minh 220 km. Dân cư tại đây phần đông là đồng bào Khmer, khoảng 1,1 triệu người, chiếm 30%. Là một tỉnh nghèo nhất trong số 4 tỉnh miền Tây, dân chúng chủ yếu sống bằng nông nghiệp và chăn nuôi. Điểm trường xóm chòi của trường mầm non Tập Ngãi, xã Tập Ngãi là điểm đến của cuộc hành trình hôm nay. Xe lăn bánh gần 40 cây số nữa, chúng tôi đã có mặt tại xã Tập Ngãi. Tập Ngãi là xã nghèo, 22,21% trong 3.327 hộ là hộ nghèo. Trong số đó, đồng bào Khmer chiếm 32%, thu nhập hàng tháng dưới 400.000 đồng một hộ. Tại Tập Ngãi, ngoài làm nông, một bộ phận đông người dân phải làm thuê vì không có nghề nghiệp ổn định cũng như đất canh tác. Những năm gần đây, các xí nghiệp, nhà máy mọc lên nhiều tại xã Tập Ngãi, kéo theo một lượng không nhỏ người dân từ bỏ ruộng nương để làm công nhân. Mặc dù vậy, tỷ lệ mù chữ còn khá cao trong cộng đồng. Hơn 16.000 trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi, nhưng 5-7% đã bỏ học hoặc chưa từng đến trường vì nhiều lý do. Điều kiện trường lớp thiếu thốn là một trong số đó. Điểm trường xóm chòi của trường mầm non Tập Ngãi, xã Tập Ngãi là điểm đến của cuộc hành trình hôm nay. Và lúc này, hẳn quý vị đang thắc mắc chúng ta đang có mặt ở tỉnh nào của miền Tây Nam Bộ. Hãy gặp lại anh Quyền Linh để có câu trả lời. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cùng Xây Tương Lai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ thì Quyền Linh đang có mặt tại một cái cánh đồng lúa mênh mông luôn. Cánh đồng lúa mà không thấy lúa. Thật sự thì cách đây 3 ngày Quyền Linh đến đây, đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Lúa vàng rực nặng triểu bông luôn quý vị, nhưng mà sau 3 ngày tới gạt hết trơn rồi. Ở phía sau hình như dừa rất là nhiều, vào đó rất là mát quý vị ha. Tại sao Quyền Linh có mặt nơi đây? Thưa quý vị, nơi đây là một trong những cái nơi có nhu cầu xây trường học rất là cao. Bởi vì theo Quyền Linh được biết, có khoảng gần 600 em học sinh độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, lứa tuổi mầm non đó. Nhưng mà thật sự thì có khoảng 100 mấy chục em không được đến trường bởi vì cái nhu cầu cái trường học không đủ điều kiện cho các em nó tới. Đó là lý do tại sao hôm nay Quyền Linh có mặt nơi đây, Cùng Xây Tương Lai có mặt nơi đây. Mà quý vị biết nơi đây là đâu không ạ? Quyền Linh cũng không biết luôn. Nhớ rồi. Bây giờ thế này, Quyền Linh chào anh. Bây giờ Quyền Linh sẽ hát câu này, chắc quý vị sẽ nhận ra nơi đây là đâu ha. Áo xoay chân ti, nếp trô bon ở bề mê xa khá. Đây là Trà Vinh. Ở nơi đây thì thuộc xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần. Quyền Linh sẽ cùng quý vị đi vào trong làng để xem ở trong đó như thế nào quý vị nha. Xin mời. Vô đây nó mát dễ sợ luôn. Ở trước là dừa, sau là dừa, trái là dừa, phải là dừa, quá trời dừa. Phải nói không gian nơi đây rất là yên bình, tĩnh mịch quý vị. Nơi đây khoảng 30% là người đồng bào Khmer. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề nông và có một số hộ gia đình họ làm công cho công ty giày ở phía ngoài đây. Theo Quyền Linh được biết thì cái tỷ lệ mù chữ và ít chữ ở nơi đây rất là cao. Chính vì thế mà tất cả mọi người đều muốn cho con cái đến trường học để đổi đời, nhưng trong điều kiện khó khăn vô cùng. Thu nhập của người dân nơi đây khoảng 400.000 đồng một tháng trên mỗi người quý vị. Trời ơi, dừa nhiều quá, đứng ngay gốc dừa nữa. Cái này mà trái dừa nó rớt ở đầu một cái bóp là bể trái dừa. Thôi đi.
Ở đây đa số người dân làm nông, nhưng có khoảng 70% họ làm ở công ty giày gần đây quý vị. Người dân nói rằng ở đây có một cái trường tiểu học, nhưng mà dùng làm trường mầm non luôn. Dạ, xin chào bác ạ. Quý vị thấy không, trường tiểu học mà dùng làm trường mầm non luôn, bởi vì không có trường khác nữa, nên rất là khó khăn. Chỉ có vài trăm mét thôi là chúng ta đến trường tiểu học và mầm non. Tôi bắt gặp được hình ảnh những nụ cười tươi luôn nở trên môi các em học sinh. Nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với hiện trạng nghèo khó tại đây. Cách thị trấn Trà Vinh vỏn vẹn chưa đến 40 cây số, vậy mà tình trạng kinh tế lẫn giáo dục của xã Tập Ngãi lại khó khăn hơn rất nhiều. Và thêm một thực tế nữa, ở đây, điểm trường mầm non Tập Ngãi hiện chưa thể đáp ứng được nhu cầu học tập của toàn bộ các em. Cái trường nó xây dựng từ năm 1995. Thì hiện tại bây giờ thì cái trường nó không còn khang trang như trước nữa, nó đã xuống cấp. Hiện tại thì tụi em đang học chung với trường tiểu học. Dạ, vậy thì chắc chắn rằng cái sự chia sẻ đó nó sẽ khó khăn cho cái việc học. Bởi vì dù sao nữa thì cái trường tiểu học cũng phải dành cái thời gian cho trường mầm non. Dạ. Dạ. Thì khi mà trường mẫu giáo của em không đủ phòng á, thì trường tiểu học cũng rất là chia sẻ và sẽ nhường lại cho lớp mẫu giáo là một buổi sáng. Và để phát triển toàn diện, việc vui chơi là một trong những yếu tố tối thiểu nhất của trẻ trong độ tuổi mẫu giáo. Nếu như tại điểm trường chính, các em có đầy đủ phương tiện hỗ trợ vui chơi như sân bãi, dụng cụ vui chơi ngoài trời, thì ngay tại đây, điểm lẻ nghèo khó, xóm chòi của trường lại thiếu những điều cơ bản này. Khi mà học chung thì rất là khó khăn cho cái việc học của các bé. Là thứ nhất là về giáo viên không được trang trí lớp theo cái tiêu chuẩn của trường mầm non. Dạ. Dạ. Và cái khó nữa là các em không có một cái loại đồ chơi ngoài trời, đồ dùng gì để cho các bé nó vui chơi hoạt động. Dạ. Dạ. Sân chơi của trường mẫu giáo chính là sân chơi của trường tiểu học. Sân xi măng vỏn vẹn mấy chục mét vuông trống hơ, hoàn toàn không có đồ chơi ngoài trời nào cho các bé. Trò chơi duy nhất của lũ trẻ chính là chong chóng lá dừa. Chiếc chong chóng nhỏ xíu nhắc nhớ cho chúng ta một thời rong chơi, chạy theo lũ bạn sau giờ tan học, nhặt những tàu dừa rụng, rồi gấp, rồi xếp thành từng chiếc chong chóng. Những cơn gió thổi ù ù qua ngôi trường dựng chơi vơi, chóng vánh bên cánh đồng. Chiếc cánh chong chóng cứ quay nhanh thật nhanh. Không tụ hội trước sân trường như các bạn khác. Đối với những em ở xa, sân chơi sau giờ tan học chính là những bãi đất trống, những bãi tập kết lúa gặt của người dân. Dẫu khó khăn, các em vẫn vui đùa không chút bận lòng. Tuổi thơ của các em cần lắm được học, được sinh hoạt trong một ngôi trường đầy đủ sân bãi vui chơi. Những chiếc chong chóng tự làm quay đều thật nhanh trước gió. Và cả các em học sinh ở trường Tập Ngãi, các em cần lắm một ngôi trường thật sự, như một cơn gió sẽ đưa các em phút bay tới những mơ ước trong trẻo của tuổi thơ. Còn cái khó khăn của trường tiểu học? Dạ, khó khăn của trường tiểu học là trường tiểu học phải nhường lại cho mẫu giáo là một phòng học hai lớp. Là buổi sáng là học mẫu giáo, buổi chiều là học tiểu học. Cho nên cái thời gian của trường tiểu học phải nhường lại cho mẫu giáo là một buổi. Coi như là cả trường tiểu học và trường mầm non đều khó khăn bởi vì thiếu phòng học. Dạ đúng rồi. Dạ. Cơ sở vật chất hình như là không có. Dạ đúng, không có. Cái tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường mầm non là như thế nào? Thì theo em được biết là thí dụ như trường mầm non là phải có phòng học. Dạ. Riêng biệt và có phòng vệ sinh dành riêng cho nam và nữ.
và có sân chơi và có tất cả các trang thiết bị ngoài trời như đồ dùng dạy học rồi đồ chơi cho trẻ vui chơi và hoạt động. Như vậy thì hình như là cái điều kiện ở trường tiểu học chúng ta đang học bây giờ, học tạm bây giờ đó, nó không có gì hết. Dạ đúng rồi. Vậy thì nó tồn tại bao nhiêu lâu rồi cô? Dạ nó tồn tại là khoảng 19 năm. 19 năm phải học tạm như vậy? Dạ. Một con số rất là lớn. Linh nghĩ rằng sau 19 năm con số nó sẽ thay đổi, và thay đổi tất cả mọi thứ với sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan chức năng, những cái sự cộng hưởng của các tập thể như Ủy ban nhân xã, rồi từ thiện trẻ em Sài Gòn, cũng như là công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, cùng với công sức của tất cả người dân, một ngày không xa ngôi trường mầm non khang trang đầy đủ cơ sở vật chất sẽ hiện diện tại điểm xóm chòi. Đây chính là anh Sang, một trong những trường hợp khó khăn được chúng tôi ghi nhận tại xã Thập Ngãi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo đông anh em, anh phải tự mình bươn chải kiếm sống. Đến tuổi lấy vợ, cha mẹ nghèo, chẳng có gì đáng giá để lại cho đôi vợ chồng trẻ, ngoài cái khát khao vươn khỏi cái nghèo, cái khổ cho con, cho cháu. Chỉ mới ngoài 30, ấy vậy mà nét khắc khổ, nhọc nhằn hằn lên rất rõ trên gương mặt người đàn ông lam lũ. Chăm chỉ làm lụng, ai kêu gì làm đó, từ vác lúa mướn đến đốt cỏ thuê. Nỗ lực lao động là thế, vậy mà chỉ dừng lại ở mức có tiền để đắp đổi cuộc sống qua ngày đoạn tháng. Người vợ của anh dường như không có bất cứ khái niệm gì về thời gian và tên tuổi của mình. Khi được hỏi về tên, năm sinh, chị chỉ lắc đầu. Trong căn nhà mượn tạm của một người hàng xóm, cả năm con người chen chúc nhau. Ngoài kia, gió cứ rít từng hồi. Căn nhà nằm chênh vênh giữa cánh đồng run rẩy, sợ từng đợt gió kéo qua vách lá loang lổ, liệu có lúc nào nó cuốn phăng đi nơi dung thân còn lại của năm con người đáng thương. Sâu quá. Thôi, leo về chắc ăn. Ui,
Cái này học sinh đi học là hay lắm mà nha. Anh Sang ơi, Sang, trời ơi, khỏe không? À, nay cùng xây tương lai xuống thăm anh, dạ. Thấy sao? Thấy anh lên tới em thăm em cảm ơn. Thôi thì vô nhà đi nha anh. Tính thấy có chiếc xuồng mà mình đậu ngay chỗ sông này là xuồng của mình hả? Dạ, xuồng của nhà. À, anh dùng làm gì anh? Để thả lưới. Thả lưới? À. Mình bắt đầu thả lưới từ lúc mấy giờ? Thì thả theo con nước, nước đứng mình mới thả được. Mỗi ngày như vậy thì mình được thả mấy lần? Dạ, 2 lần. Rồi có khi nào thả vào khuya không? Có. Mình thu nhập nhiều từ cái việc thả lưới không anh? Thì có khi thì bữa bán cũng 10 mấy ngàn, 20 ngàn. Rồi ngoài cái việc mà thu nhập từ thả lưới thì anh còn làm gì nữa? Còn đi mặn mướn, ai kêu mình mặn gì mình mặn cái nấy. À dạ. Yeah. Anh có ruộng rẫy gì không? Không. Không có luôn? Không có. Ừ, đất phía trước này là đất của ai? Đất của người ta luôn. Còn đất cái nhà này của đất ai? Này mình ở đậu luôn. Mượn luôn hả? Dạ. Ai cho anh mượn? Thì ông hai cho mượn. Có đóng tiền hàng tháng không? Không. Ông thấy nghèo không cho mượn ở không vậy. Rồi rủ ngày nào đó ông lấy lại thì anh... Ngày nào ông lấy lại thì mình phải đi chứ sao vậy? Thì có biết chỗ nào đi không? Chưa. Dạ, chưa đâu. Chưa biết hả? À. Nhà chỉ có mấy con vịt ốm tông teo. Chờ ngày chúng lớn, gia đình anh Sang sẽ bán đi, đổi chút gạo, chút mắm. Mỗi ngày của anh, hết phát lúa, lại đốt cỏ mướn, rồi lại chèo xuồng quanh quẩn thả lưới trên con kênh. Chiếc xuồng này là công cụ kiếm sống biết bao năm của gia đình anh. Bây giờ, tuy tuổi còn nhỏ, mà đôi tay em thăm thắt chèo đò. Lẽ ra đôi tay nhỏ bé này phải dành thời gian để nắn nót những nét chữ đầu tiên. Vậy mà vì miếng cơm, con cá cho mẹ và các em no lòng, mà em phải cùng cha bươn chải trên những dòng kênh. Mấy đứa anh? Ba đứa hả? À. Rồi đây nè, chú Linh vô đây. Vô đây anh. Chú Linh tặng quà cho mấy con nè. Đây. Ở đây con. Này học lớp... Mẫu giáo. Mẫu giáo. Này giờ cũng... Này năm nay nữa là vô mẫu giáo nè. Mẫu giáo luôn. À. Anh ở đây tới trường thì nó thấy cái điều kiện nó đầy đủ không? Xa nhưng mà trường đi cũng mình đưa con cái đồ nó cũng thuận tiện chút, bởi vì nằm theo đường không có trục trặc. À, vậy là hai đứa học mầm non hết. Hai mầm non. Trong cái điều kiện mình rất là khó khăn như vậy thì mình có đủ để cho con đi học tiếp cho lên càng cao không anh? Thì mình cũng cố gắng mình làm cho nó sau này cho nó được cái điều kiện cho nó học sau này nó khỏe cái bản thân nó. Dạ. Giống như cha mẹ nó mà nghèo mà dốt nữa. À, ý anh là tức là có học thì mới làm giàu được đúng không? Dạ. Hồi đó mình học tới lớp mấy anh? À, mình đó giờ không có học. Không có học luôn? Không có học. Rồi chị? Không biết học luôn? Dạ. Biết chữ không? Không. Hai chồng biết chữ luôn. Vậy là kỳ này mình phải cho con đi học để biết chữ đúng không? Đúng rồi, có học thì mới đổi đời được anh.
phụ giúp gia đình một buổi, buổi còn lại em đến trường. Được những ngày rảnh rang, sức khỏe cho phép, mẹ lại đưa em đến trường rồi đón về trên chiếc xe đạp cọc cạch. Những ngày còn lại, em phải tự đến trường trên đôi chân bé nhỏ. Con đường từ nhà đến trường ước chừng 2 cây số, hết đường đất lại lên cầu rồi vào lộ đan. Chiếc cầu sắt mà em đi qua mỗi ngày đã đóng rỉ sét, xuống cấp trầm trọng. Đoạn đường đất đầy cát sỏi những ngày nắng sẽ trở nên khó khăn và trơn trượt hơn rất nhiều nếu một cơn mưa kéo qua. Quãng đường đi bộ 2 cây số với người lớn thì quả đã khó khăn, huống hồ chi với một đứa bé chỉ vừa tròn 5 tuổi. Vậy mà em vẫn rất chăm chỉ đến trường, vì em phần nào đã biết mỗi ngày em được đến trường chính là một ngày vai của cha thêm còng, tay của mẹ lại thêm hao gầy, để em được viết tiếp ước mơ đến trường, cũng chính là viết tiếp ước mơ của cha em, anh Sang. Ở đây còn bao nhiêu em học sinh mà lứa tuổi khoảng Sang với Dầu với Ngọc này nè? Nhiều lắm. Nhiều lắm, chưa được học. À, thiếu trường đúng không? Thiếu trường. Các bậc phụ huynh ở đây có mong muốn điều gì không? Có, cũng có rồi. Mong muốn được trường mới, con cái nó đi học. À. Bây giờ chương trình Cùng Xây Tương Lai về đây xây cái trường thì anh thấy sao? Thấy phấn khởi để có cái trường để cho con em đi học. Trước khi mà anh lên chưa lại thì em cũng có giúp trong cái trường để làm cái bờ kè. Rồi cũng cảm ơn anh đã hỗ trợ làm cái nền ha. Để sau này con mình học cái trường cho nó tốt hơn. Mình gia đình khó khăn quá, có khi nào anh có ý định là cho con mình nghỉ học không anh? Không đâu, nếu mà mình thấy là tạo điều kiện cho con cái nó học, nó biết chữ nghĩa cho được. Để cha mẹ dốt rồi không cho con học, nó con dốt nó sau này nó khổ nữa. Cố gắng là làm sao phải cho nó đi tới trường để nó học. Quyết tâm không? Quyết tâm để cho đi. Vậy là tốt rồi, phải quyết tâm anh ha. Bởi vì đó mình thấy rằng không biết chữ là phải nói là nó bất lợi lắm. Mình biết chữ thì nó mới đổi đời được. Mong rằng anh chị cũng sẽ cố gắng để cùng với chúng tôi để xây một mái trường đẹp, không chỉ riêng cho các anh con các anh chị mà con của nhiều người nữa ở đây đang thiếu trường học. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Việc học trên lớp đã khó, bàn ghế đều mượn từ trường tiểu học. Về đến nhà, em lại cùng cha thăm lưới, xong lại trở về góc học tập của mình. Trong căn nhà mà gió lùa từ trước ra sau này, cái mà chúng tôi gọi là góc học tập của Dầu chính là chiếc phản tre lót manh chiếu cói. Thời gian cha mẹ phải đi làm mướn ngoài đồng cho người ta, Dầu phải vừa học vừa coi em. Đứa nhỏ nhất thì đem gửi qua bên ngoại, đứa còn lại thì mặc sức đùa giỡn trong khi anh trai tập trung học bài. Dù học bài trong cảnh khốn khó, thiếu trước hụt sau như vậy, nhưng Dầu học rất tốt. Chúng tôi bất giác giật mình khi tiếng gió ngoài kia đột ngột liên hồi rít lên như tiếng con trâu mộng bất kham. Vậy mà Dầu vẫn rất tập trung nắn nót, viết từng nét chữ. Có lẽ đã quen với những cơn gió giật liên hồi bên ngoài căn nhà vách lá siêu vẹo mà em không hề có chút gì lo sợ. Nhưng với chúng tôi chắc chắn rằng ngôi nhà này, theo thời gian, những vách lá sẽ còn bung ra, từng lỗ thủng sẽ xuất hiện thêm nhiều. Liệu rằng đến lúc đó, nó có còn đủ sức chống chịu những cơn gió thổi qua vùng đất khô cằn này? Thế mà sao chúng tôi lại cảm thấy lạnh người? Đôi mắt của em với gương mặt hay cười, giờ lại có một nỗi buồn thoáng qua. Quý
vị cũng biết được những cái ước muốn của bà con tại xã Thạch Ngãi nơi đây. Tất cả mọi người đều mong muốn có một ngôi trường khang trang hơn, đầy đủ cơ sở vật chất hơn để các em nhỏ đỡ vất vả hơn. Chắc chắn những tập tiếp theo quý vị sẽ thấy những hành động thiết thực và cụ thể hơn của chính quyền địa phương, của Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn, cũng như là công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam để chấp cánh những ước mơ của những thế hệ tương lai. Còn bây giờ thì chương trình Cùng Xây Tương Lai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xây đắp tương lai rạng ngời. Wow, 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 wow. Dành cho em một trời ước mơ, dành cho em một niềm vui mới, xóa tan đi màn đêm u buồn, đem mình đi khắp muôn nơi. Cùng bay cao tựa như cánh chim.